Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia về nước, thời gian qua đội K-73 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An còn chú trọng tăng gia sản xuất, chăn nuôi, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Tận dụng phần đất trống tại đơn vị, đến nay đội K-73 đã có diện tích tăng gia khá quy mô với đầy đủ các mô hình vườn, ao, chuồng, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Cái nhiệm vụ tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đây cũng là một cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Tận dụng những quỹ đất mà đơn vị hiện có, trong đó doanh trại thì cũng đã hết là 1 hecta. Số còn lại thì đơn vị đã tiến hành là tổ chức chăn nuôi cá trên 1 hecta, chăn nuôi trâu bò, chuồng heo thì cũng gần 1 hecta. Số còn lại là 3 hecta thì sẽ trồng vườn. Bên cạnh việc trồng trọt, đơn vị còn xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi khép kín với trên dưới 100 con trâu, bò, heo và ao nuôi có diện tích 10.000 m2 với đủ các loại cá tra, cá mè, cá rô phi để cung cấp thực phẩm cho bếp ăn và xuất bán. Từ đó đảm bảo quân số khỏe hàng năm trên 99%, góp phần rất lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Cánh đồng mà khi mà cắt á, thì bộ đội ta thu hoạch vô cái đó là cũng là một phần thức ăn của cho trâu và có một phần là mua nữa. Hàng ngày là các chú các anh qua quan tâm chỉ bảo săn sóc cái đàn trâu bò mình. Nên vì thế là tụi em có thêm cái kinh nghiệm nuôi trâu bò cho đảm bảo hơn. Hàng năm thì thu lợi cái lợi nhuận này thì cũng hàng trăm triệu đồng để đưa vào bữa ăn cho bộ đội. Và tổ chức những cái ngày mà lễ Tết thì đơn vị tiến hành tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và thăm hỏi những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ những việc làm mang lại hiệu quả thiết thực trong tăng gia sản xuất, đội K-73 trở thành một trong những điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy của lực lượng vũ trang tỉnh Long An.